phía trước chúng ta đã đến với những cái tác phẩm thuộc giai đoạn văn học kháng chiến chống Pháp, đi sâu vào số phận của những người lao động nghèo khổ trong cách mạng kháng chiến chống Pháp. Thì bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một cái giai đoạn văn học mới, đó là giai đoạn văn học kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với những cái sắc thái, với những cái nhà văn độc đáo và có cái ý nghĩa khác hẳn với những cái tác phẩm trước các em đã học. Và đó là giai đoạn văn học kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với hai tác phẩm tiêu biểu của hai tác giả, đó là Rừng Sà Nô của nhà văn Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu tác phẩm Rừng Sà Nô của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Nhắc đến nhà văn Nguyễn Trung Thành thì người ta sẽ nhớ ngay đến một nhà văn của miền đất Tây Nguyên. Chiến đấu trên cái mảnh đất Tây Nguyên này trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cho nên ông có một cái sự am hiểu sâu sắc về cuộc sống của những người dân vùng đất này, đặc biệt là những dân tộc. Và chính vì thế nó có một cái loài cây đã ám ảnh đến nhà văn Nguyễn Trung Thành, đó chính là cây sà nô. Và cái tác phẩm Rừng Sà Nô này như là một cái món quà mà ông dành tặng cho mảnh đất này, đúng như cái tên tác phẩm Rừng Sà Nô. Tác phẩm được viết vào năm 1965, khi mà quân Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam nước ta, và trở thành cuộc kháng chiến chống Mỹ trở thành một cái giai đoạn đau thương nhất, ác liệt nhất, nhưng cũng hào hùng, anh hùng dũng nhất. Và khi viết về Rừng Sà Nô thì Nguyễn Trung Thành tâm niệm rằng khi ông viết một câu chuyện về mảnh đất nơi đây thì ông nhất quyết ông sẽ đặt tên cho nó là Rừng Sà Nô, và mở đầu câu chuyện của ông phải là cánh rừng sà nô. Như vậy, cây sà nô đó nó có điều đặc biệt gì mà khiến một nhà văn của chúng ta lại yêu thích, lại ngưỡng mộ đến như vậy? Và khi các em đọc Rừng Sà Nô thì ngay cái phần đầu của truyện, tác giả không nói ngay đến nhân vật con người, mà tác giả dùng ngay một đoạn chỉ để miêu tả đến vẻ đẹp của cây sà nô. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về hình tượng cây sà nô. Một biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên, biểu tượng cho thiên nhiên và cho con người vùng đất Tây Nguyên. Và khi nhắc đến hình tượng cây sà nô, chúng ta không thể không nhắc đến vẻ đẹp tự nhiên của loài cây sà nô. Không phải ngẫu nhiên mà khi viết về rừng sà nô, Nguyễn Trung Thành đã dùng những cái câu văn đẹp nhất để miêu tả nó, đúng không? Ông gọi đó là cái hùng vĩ và cao thượng, mang dạy và trong sạch, tưởng như là đang sống cuộc sống từ ngày đời. Và những cái câu văn đẹp nhất là những câu văn viết về sức sống của nó. Các em hãy đọc nhé. Ở chỗ vết thương nhựa ra tràn trề thơm ngào ngạt, lay lắc long lanh trong ánh nắng mặt trời gay gắt, hay là ở chỗ nó phóng nhanh lên như một mũi tên, và cái hạt bụi vàng lấp lánh bay ra từ cái chỗ vết thương thì thơm mẫn mạt. Những cái hình ảnh đó, những cái câu văn đó đã thể hiện được một cái sức sống của rừng sà nô bất tận và kỳ vĩ. Và mở đầu là hình ảnh rừng sà nô, kết thúc tác phẩm cũng là hình ảnh rừng sà nô đứng trên ngọn đồi trong xa ra, thì thấy ngọn rừng sà nô kéo dài tới tận chân trời đó. Như vậy không phải ngẫu nhiên mà kết thúc hay mở đầu đều là hình ảnh rừng sà nô, đó là biểu tượng của cánh rừng bất tận, tràn đầy sức sống và vẻ đẹp tự nhiên đó. Nhưng cây sà nô lại là đối tượng chịu nhiều đau thương mất mát. Mở đầu nhà văn ấn tượng gây ra chúng ta đó chính là cảnh rừng sà nô bị tàn phá, làng ở trong tầm đại bác của giặc, không ngày nào đại bác không nã 3-4 lần vào cái ngọn đồi sà nô đó. Và cả rừng sà nô hàng vạn cây, không có cây nào là không bị thương. Tác giả đã đi tả từ bao quát đến cụ thể, từ cả cánh rừng hàng vạn cây, không có cây nào là không bị thương. Rồi chúng đổ ào ào như một trận bão. Rồi sau đó tác giả tiếp tục đi vào miêu tả sự đau thương mất mát ở nhiều lứa. Có những cây bị đàn đại bác chặt đứt ngang ngực thân mình, ở chỗ vết thương nhựa ứa ra nhưng đậm lại như cục máu lớn, 5-10 hôm thì cây chết. Và những cái hình ảnh đó gợi cho chúng ta một cái sự đau thương mất mát. Nhưng khi viết về
rừng xà lông. Tác giả không muốn gây lại cho chúng ta ấn tượng về một cánh rừng có thể gục ngã bởi mưa bom bão đạn của quân thù, mà ấn tượng về một rừng xà nu của chúng ta là một loài cây dù bị mưa bom bão đạn nhưng chúng vẫn quật cường vươn lên và có một cái sức sống mãnh liệt. Nó là một loài cây khao khát ánh sáng, khao khát sống, khao khát ánh sáng mặt trời, háo hức phóng mạnh lên bầu trời, không có gì cản nổi. Ở rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe mạnh như vậy. Cạnh một cây ngã gục đã có 3-4 cây con mới mọc lên, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Đó. Và cụ Mép, người già làng, cũng đã từng tự hào về cây sà nu. Không có gì mạnh bằng cây sà nu đất ta, cây mẹ ngã, cây con mọc lên, đố nó giết hết cả rừng sà nu. Với cái sức sống dẻo dai mãnh liệt như vậy, cây sà nu dù ở lứa nào tác giả cũng miêu tả nó có một cái tiềm tàng một sức sống. Có những cây sà nu cổ thụ lớn bom đạn không giết nổi chúng thì chúng ưỡn tấm ngực lớn ra để che chở cho dân làng. Có những cây sà nu bị thương đúng không, nhưng vết thương của chúng thì chống lành như trên một thân thể cường tráng. Còn những cây con thì sao, lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phóng thẳng lên bầu trời như là một mũi tên tuyên chiến với lại độc bom đạn độc ác. Rừng đau thương, rừng sà nu đau thương, chịu nhiều mất mát trong vang tàn. Nó là biểu tượng của sự bất diệt trong sự hủy diệt, cho ta thấy được và cứ thế rừng sà nu như những điệp khúc xanh sẽ còn mãi trong tâm trí người đọc về một cuộc sống mênh mông bất tận. Ngoài nó là nguồn ca ngợi, rừng sà nu chính là hình tượng khán giả ca ngợi vẻ đẹp nồng nàn bất khuất bất diệt của con người. Cho nên nếu các em để ý khi miêu tả hình tượng cây sà nu, tác giả ngoài sử dụng các biện pháp miêu tả, tác giả còn sử dụng rất nhiều hình ảnh nhân hóa. Sà nu được tác giả nói đến như cách mà con người ta vẫn nói đến với con người. Để rồi sau đó nhà văn đã đặt cái hình ảnh cây sà nu đó có mối quan hệ mật thiết với con người. Không phải rừng sà nu trong cái tâm linh, trong cái tâm trí của những người dân trở trá của đất làng Sông An thì rừng sà nu trở thành một cái biểu tượng linh hồn. Rừng sà nu còn là người sở trá còn, và dường như cây sà nu đó cũng là một nhân vật hiện diện rất nhiều trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây, đúng không? Người ta nấu cơm bằng củi lửa của cây sà nu, người ta đốt đuốc cũng bằng nhựa cây sà nu, tấm bảng mà tờ nốt và mai học chữ cũng làm từ nhựa cây sà nu. Đó, cờ nhựa cây sà nu cháy bùng lên trong đêm đồng khởi của dân làng Sông An. Tất cả đã tạo nên cái mối quan hệ và cái kiểu con người. Và khi miêu tả những hình ảnh rừng sà nu như thế này, chúng ta không thể không liên tưởng đến số phận của những con người dân làng Sông An. Người làng Sông An cũng chịu nhiều đau thương mất mát, nhưng người làng Sông An cũng không dễ gì bị tiêu diệt bởi họ cũng có sức mạnh mãnh liệt như cây sà nu. Hình ảnh những cây sà nu gục ngã có thể gợi chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của bà Nhan, anh Xuất, của vợ của mẹ con Mai đã bị bão đạn bom đạn giết chạy. Nhưng những cây sà nu vươn lên mạnh mẽ từ trong đau thương cũng có thể gợi chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của tờ lũ. Những cây sà nu con bé bỏng liên tưởng đến cuộc đời của nhất bà Hén. Như vậy, với sự trở đi trở lại của một biểu tượng mở đầu và khép lại tác phẩm, rừng sà nu còn là không còn là biểu tượng của một ngôi làng Sô Man xa xôi hẻo lánh, mà rừng sà nu xa hơn có thể là biểu tượng cho cả Tây Nguyên, cho cả miền Nam và cho cả dân tộc Việt Nam trong thời kỳ chiến đấu chống giặc đau thương nhưng mạnh mẽ, mất mát nhưng vẫn vươn lên. Và trên cái nền của hình tượng cây sà nu đó, bao bọc trong cái ngôi rừng sà nu đó chính là một tập thể anh hùng, tập thể dân làng Sông An. Hình tượng một tập thể dân làng Sông An anh hùng. Và nhắc tới tập thể dân làng Sông An hùng, không thể không nhắc đến nhân vật đầu tiên, đó chính là cụ Mép. Cụ Mép là già làng,
có thể được xem là cây xà nu cổ thụ. Cổ thụ bảo vệ, chở che và là người lưu giữ truyền thống cho cả dân làng Xuân Anh. Khắc họa hình tượng của Mết, chúng ta thấy cụ là một con người đầy chí khí và bản lĩnh. Hình dáng của cụ như một ông lão quắc thước, râu dài tới ngực đen bóng, mắt sáng và sắc, ngực căng như một cây sà nu lớn. Đó là ngoại hình của ông lão gần 60 tuổi. Đó, vẫn rất là tràn trề, căng khỏe, tràn đầy những sống như một cây sà nu cổ thụ, không dễ gì gục ngã. Lời nói thì tiếng của cụ vang vang và lời nói ra như một mệnh lệnh chắc nịch. Đó là lời nói khi mà từ ngữ về thăm làng chỉ một tiếng được, nhưng mà hàm chứa cái hàm ý là lời khen của cụ đối với từ ngữ. Hay khi từ ngữ bị tra tấn, cụ nói từ ngữ không được làm xấu hổ người làng dân tộc Stra. Hoặc là khi trong cái đêm đồng khởi, lời nói của cụ trở thành một cái hiệu là kêu gọi mọi người đứng lên trong đêm đồng khởi, đốt lửa lên. Hay như cái lời nói của cụ, mỗi lần lời nói của cụ đều là một chân lý. Và tư thế của cụ trong cái tư thế giết giặc thì cũng rất là dũng mãnh, giống như một người anh hùng sử thi. Cụ Mết đứng đấy, lưỡi mác cầm trong tay, thằng Dục nằm dưới chân của cụ. Và ngoài cái sự bản lĩnh, chí khí như vậy, nhưng bên trong cụ lại là một người rất giàu lòng yêu thương. Cụ yêu thương dân làng, đặc biệt là tớ đúng không? Cụ yêu thương dân làng và cụ tự hào về dân tộc của mình, tự hào về người làng Stra của mình, và cụ rất thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Cụ tự hào về cây sà nu, đối chúng nó giết hết được rừng sà nu ở đất ta, rồi gạo người làng Stra mình là ngon nhất vùng đấy. Và cụ cũng chính là người rút ra chân lý, đó là chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm dao. Chân lý của cụ được rút ra từ cuộc đời đau thương của từng lũ, và cũng là chân lý trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại. Câu duy nhất của cụ đó chính là hãy cầm vũ khí đứng lên tiêu diệt. Và cụ còn là người lưu giữ truyền thống cho dân làng. Cụ là người tiếp lửa, là người giữ lửa và truyền cái tấm lòng yêu nước, cũng như cái bản lĩnh, cái sự gan góc trung thành. Cụ thường kể những cái câu chuyện về cuộc đời tận hữu hay của những người anh hùng làng Sở Trá cho đám con cháu nghe, để chúng nó nhớ lấy bảo vệ lấy quê hương là phải cầm vũ khí đúng không? Dạ. Với hình tượng của Mết, tác giả đã gây dựng nên cái sự nô cổ thụ bảo vệ cho dân làng. Và nhân vật thứ hai đó chính là tận hữu. Nếu cụ Mết được xem như là cây sà nu cổ thụ ứng tấm thân ngực lớn để bảo vệ cho dân làng, thì tờ nấu từ cuộc đời của tờ nấu, chúng ta có thể thấy tờ nấu sẽ giống như một cây sà nu trưởng thành từ trong đau thương mất mát. Nếu như các em để ý thì nhân vật Tờ Nú là một bước tiến mới trong nhận thức về và những phẩm chất của một người anh hùng cách mạng. Ở Tờ Nú không có cái vấn đề là nhận đường hay là tìm đường như là anh hùng Nức trong tác phẩm Nước Nước Đứng Lên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, hay như là nhân vật A Phủ trong Vợ Chồng A Phủ chúng ta đã học trước. Thì A Phủ và anh hùng Nức chỉ đến với cách mạng tìm được người của đảng khi đã câu chuyện đã gần kết thúc. Hoặc là khi nhân vật của chúng ta đã trải qua được tất cả những biến cố của cuộc đời đó. Trong khi đó, Tờ Nú của chúng ta lại được đến cách mạng từ rất sớm. Từ nhỏ, Tờ Nú đã sống với anh Quyết là người của đảng, cho nên anh đã được giác ngộ cách mạng từ rất sớm đó. Và không có cái bước là trải qua nhận thức gì cả, cho nên ngay từ nhỏ, Tờ Nú đã sớm hình thành những phẩm chất của một người anh hùng cách mạng: gan góc, dũng cảm, kiên cường, trung kiên và trung thành với cách mạng. Là khi còn bé, Tờ Nú đã được học chữ để với một cái ý thức là lớn lên sẽ làm cán bộ, thay cán bộ để lãnh đạo dân làng làm cách mạng chống cực đoan đó. Và những cái chi tiết từ thuở nhỏ đã đủ để thể hiện được cái lòng dũng cảm, không sợ hy sinh, và cũng như cái sự mưu trí, cái lòng trung thành với cách mạng Tờ Nú. Đó là
gì? Khi cả dân làng bị giặc vây ráp, không cho người già, không cho thanh niên ở ra ngoài để tiếp tế cho cán bộ, thì Tần Lũ và Mai lại là những đứa trẻ gan dạ không hề sợ hãi, vẫn lẻn ra rừng để tiếp tế cho cán bộ. Tần Lũ làm công việc giao liên cho anh Quyết. Có thể trong cái việc học chữ, Tần Lũ chậm hơn Mai rất nhiều, nhưng trong việc tìm đường thì nó lại sáng dạ rất là lạc lục, đúng không? Tần Lũ nếu mà giặc vây ráp các ngã đường thì Tần Lũ sẽ trèo lên một cái cây cao nhất và từ đó xé rừng mà đi. Đến chỗ nước phải lội qua thác, nó không bao giờ chọn chỗ nước êm mà đi, mà luôn luôn chọn chỗ nguy hiểm nhất, vượt thác mà đi, bởi vì suy nghĩ rằng chỗ nước êm thằng bị hay phục. Hoặc là như khi anh bị giặc bắt, bị tra tấn nhưng mà vẫn kiên trung, không hề khai ra người. Tất cả những cái chi tiết đó đã tập trung lại cho Tần Lũ ngay từ nhỏ, bản lĩnh cách mạng là sớm được hình thành. Và khi Tần Lũ vượt ngục trở về làng, anh đã trở thành một cây sà nâu cao lớn, một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt, đúng không? Cả về thân hình lẫn về phẩm chất. Thế nhưng cuộc đời của Tần Lũ cũng giống như cây sà nâu, đã trưởng thành nhưng rồi cũng sẽ là nạn nhân của bom đạn, của chiến tranh. Cây sà nâu đã bị đau thương như Tần Lũ thì vẫn kiên cường vượt lên trên bi kịch nhân để có thể sống tiếp. Cuộc đời của Tần Lũ có thể nói là bi kịch. Từ nhỏ, bi kịch thứ nhất đó là bi kịch mồ côi, không cha không mẹ, sống nhờ vào tình thương của dân làng. Lớn lên khi đã có một gia đình để yêu thương thì Tần Lũ lại tiếp tục rơi vào bi kịch thứ hai, đó là bi kịch phải chứng kiến vợ con chết trước mắt mà mình không thể làm gì được. Biết tin Tần Lũ lãnh đạo dân làng chuẩn bị vũ khí để chống giặc thì đám giặc đã trở về làng và không bắt được Tần Lũ. Chúng đã bắt vợ con của Tần Lũ ra để tra tấn dã man, nhằm để dùng con cọc đực là Tần Lũ quay trở về đồng mạng, đúng không? Đứng sau gốc cây mã và chứng kiến Mai và con bị thằng giặc to béo lấy những cái cây gọt sắt đánh tới tấp vào lưng và bụng như vậy, Tần Lũ vẫn không làm được gì cả. Anh không cứu được vợ con, dù lòng căm thù đã biến cặp mắt của anh thành hai cục lửa hồng. Anh cũng không thể cứu được vợ con, dù lúc đó anh đã xông vào lũ giặc như hổ dữ. Tần Lũ không cứu được vợ con, Tần Lũ không cứu được Mai. Cái lời nói của cụ Mết nhắc đi nhắc lại bốn lần cái bi kịch như ám ảnh, như dai dứt cuộc đời của Lũ. Và bi kịch thứ ba, anh không những không cứu được vợ con mà anh cũng không thể nào cứu được chính mình. Bản thân thì mình thì bị bắt và bị giặc tra tấn dã man bằng cách trói tay trói lại, tẩm nhựa xà đu vào 10 đầu của ngón tay anh và bắt đầu đốt bàn tay thì đốt cháy như vậy. Như vậy ta thấy Tần Lũ có gan góc, có dũng cảm, có sự kiên cường, đúng không? Dù bị giặc đốt 10 đầu ngón tay nhưng anh vẫn không một tiếng kêu xin, anh vẫn không một lời kêu van. Và anh chỉ còn không thấy đau ở 10 đầu ngón tay, anh chỉ thấy lửa cháy ở trong lồng ngực, anh chỉ thấy một nỗi căm hận bất ức đang trào ra trong người mình mà thôi. Nhưng tất cả những từng ấy cái có, Tần Lũ vẫn không gìn giữ được gia đình, vẫn không gìn giữ được cả tính mạng của bản thân. Và chính cái điều này là điều mà Nguyễn Trung Thành muốn gợi nhắc đến chúng ta. Vì sao, đâu là nguyên nhân khiến Tần Lũ rơi vào những bi kịch? Bởi vì Tần Lũ chỉ có hai bàn tay trắng. Đúng như cùng bé nói, mày không cứu được vợ con mày vì mày chỉ có hai bàn tay trắng. Và cả dân làng dù rất thương Tần Lũ, dù rất căm phận lũ giặc, nhưng cũng không ai có thể xông ra cứu anh. Ngay cả cùng bé dù rất thương anh cũng không thể xông ra cứu anh. Là vì sao? Tao cũng không nhảy ra cứu mày vì trong tay tao cũng chỉ có hai bàn. Như vậy, câu chuyện về cuộc đời Tần Lũ ở ngay phần đau thương nhất của nó lại thấm nhuần chân lý là sẽ ra sao nếu và khi giặc đã cầm súng, đã có vũ khí trong tay mà chúng ta vẫn chưa kịp cầm lấy dao. Và chính vì đặt ra cái điều đó cho nên, và đúng như thế, khi cụ Mết trở vào rừng cùng dân làng lấy vũ khí thì ở cái phần khi đã có vũ khí trong tay
thì Tờ Lũ Như có thêm sức mạnh để vượt qua được bi kịch cá nhân của mình. À, lửa xà nô sẽ tắt trên tay Tờ Lũ. Lửa xà nô sẽ so sát giặc chết đang ngổn ngang. Lửa xà nô cũng sẽ bùng cháy lên trong cái đêm khởi nghĩa đó. Khi đó, đôi bàn tay của Tờ Lũ cùng với cái tiếng hét giết của anh đã trở thành một cái lời hiệu triệu cho dân làng nổi dậy giết chết cái bọn giặc của đám thằng Dục thằng Ưng như vậy đó. Và đôi bàn tay của Tần Lũ, đôi bàn tay của tình yêu, đôi bàn tay của nghĩa tình, đôi bàn tay đã từng dang rộng để ôm vợ con vào lòng, và đôi bàn tay đã bị thương, đôi bàn tay đã đau thương, đã bị đốt mất một đốt ngón tay, chỉ còn hai đốt, đã trở thành đôi bàn tay của quả báo, vẫn tiếp tục cầm súng lên đường để bảo vệ. Sau cái đêm đó, sau cái đêm bi kịch cũng là đêm hành tráng nhất của dân làng Xuân Anh, Tờ Lũ lại tiếp tục ra đi. Anh đã vượt lên trên được bi kịch, nỗi đau mất mát của bản thân để tiếp tục làm các bạn đi chiến đấu, để bảo vệ, để tiếp tục trả thù cho những kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình và cho cả dân làng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy giữa Tờ Lũ và hình tượng cây xà nô có một cái mối quan hệ rất là khăng khít, bổ sung cho nó, đúng không? Rừng xà nô sẽ mãi không xanh tươi tới chợt chân trời, mang màu xanh bất diệt khi con người chưa thấm nhuần chân lý. Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo, rút ra từ cuộc đời của Tờ Lũ. Và nếu như không có những người như Tờ Lũ cầm vũ khí đứng lên, thì những cánh rừng xà nô sẽ không còn được sinh sôi nảy nở, sẽ không còn được trải dài tích tắc ra tận chân trên trời. Cụ Mét và Tờ Lũ là những cây xà nô trưởng thành. Nhưng tiếp tục cho đó, tác giả tiếp tục khắc họa những cái nhân vật của cái tập thể dân làng Xuân Anh Hùng ở một cái lứa thứ ba, đó chính là Nhít và Hen. Có thể coi là cây xà nô thế hệ xà nô là thế hệ tương lai của làng Xuân Anh, là niềm tin và hy vọng của dân làng Xuân Anh. Nhít là em gái của Mai. Ở Dít cũng có sự gan góc bản lĩnh ngay từ nhỏ, đúng không? Khi mà để thị uy dân làng, bọn chúng đã bắt Dít ra, bởi vì đã bắt được em là đem lương thực ra tiếp tế cho Tần Lũ. Nhưng mà Dít thì sao? Dù bọn giặc bắt em đứng đó và bắn súng vào em để uy hiếp tinh thần của em, nhưng em vẫn không hề than khóc, đôi mắt bình tĩnh trong vai của em đối diện với bọn giặc. Và khi lớn lên, Dít đã thay Tần Lũ ở lại với dân làng, lãnh đạo dân làng cùng nhau chống giặc. Còn bé Hen, một thằng bé bé nhỏ như một con chim non của rừng, đúng không? Nhanh nhẹn, lưng thì đeo cây tâm sông, và nhanh nhẹn dẫn Tần Lũ vượt qua những cái bãi trong bãi mìn mà dân làng làm để bẫy quân thù đó. Nhìn vào Dít và Hen, chúng ta như thấy được tương lai của dân làng Xuân Anh với nhựa sống tràn đầy, với sức sống mạnh. Như vậy, thông qua hình tượng cây xà nô, thông qua hình tượng của những con người anh hùng của tập thể làng Xuân Anh, tác giả đã viết cái tác phẩm này trong thời kỳ khắc nghiệt nhất, đau thương nhất của chiến tranh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, và đặt ra một vấn đề mang tính chất là chân lý của thời đại. Đó là khi sự sống của tổ quốc, của dân tộc là mục đích, thì con đường duy nhất của chúng ta chính là con đường cầm vũ khí. Chúng ta sẽ dùng bạo lực cách mạng để chống lại chiến tranh, chứ không thể chống giặc bằng niềm tin, bằng tay không. Đó chính là tác phẩm Rừng Xà Nô của Nguyễn Trung Tập. Tác phẩm gợi cho chúng ta một không khí xã hữu thi, đậm chất miền núi, đậm chất Tây Nguyên, với một cái anh hùng đi ra từ sử thi huyền thoại của những tăng xăng, của những sinh nhãn. Thì với những đứa con trong gia đình thì chúng ta lại đến với một cái mảnh đất, đến một cái vùng đất phương Nam. Và nhắc đến nhà văn Nguyễn Thi là chúng ta nhắc đến một nhà văn của người dân Nam Bộ. Nhà văn của người dân Nam Bộ.
chiến chống Mỹ thì mỗi nhà văn có một cái vùng đất để sáng tác, để khơi nguồn cảm hứng. Nếu Nguyễn Trung Thành chọn vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, chọn vùng đất với những cái đậm chất sử thi của người anh hùng, thì Nguyễn Thi lại trở về với vùng đất Nam Bộ. Ông là người miền Bắc nhưng lại gắn bó sâu nặng với mảnh đất phương Nam. Và nhân vật trong những cái tác phẩm của ông là những con người Nam Bộ hồn nhiên bộc trực, với lòng công rùi dặn sâu sắc, vô cùng gan góc, sẵn sàng hy sinh vì cách mạng, với một cái phong cách đậm chất Nam Bộ. Và những đứa con trong gia đình cũng viết vào một cái giai đoạn đau thương nhưng hào hùng của dân tộc ta, đó là năm 1966, khi Mỹ cũng bắt đầu đổ quân vào chúng ta. Nhưng mà khi cả dân tộc đặt trong một cái tình huống như vậy, thì những con người miền Nam, những con người Tây Nguyên lại càng sáng bừng lên phẩm chất của người anh hùng cách mạng. Và phẩm chất đó là thể hiện qua hình ảnh những đứa con trong một gia đình dòng truyền thống yêu nước ở Nam Bộ. Và khi đọc cái tác phẩm này thì các em cần phải chú ý cho cô, trước hết đó chính là nghệ thuật kể chuyện. Nghệ thuật kể chuyện trong những đứa con trong gia đình rất là đặc biệt. Nếu như Nguyễn Trung Thành kể lại câu chuyện của cuộc đời của Tần Tấu thông qua lời của mẹ, câu chuyện của một đời người chỉ gói gọn trong một đêm, thì ở đây câu chuyện về nhân vật Việt, về những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi lại chọn cách kể thông qua dòng hồi tưởng miên man đứt quãng của nhân vật Việt khi anh bị thương và bị lạc đồng đội nằm lại trên chiến trường. Cái cách chọn kể chuyện qua những cái dòng hồi tưởng của nhân vật đã mang lại một cái màu sắc đậm đà tự nhiên để nhà văn có thể xâm nhập vào thế giới nội tâm của nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Và chính kể lại từ bằng cái dòng hồi tưởng sau những lần ngất đi tỉnh lại như vậy, cho nên câu chuyện rất là linh hoạt, không hề có phụ thuộc vào thời gian hay là không gian, cũng không có phải kể theo một cái câu chuyện theo một cái trật tự tự nhiên như vốn có, mà tác giả có thể xáo trộn được cái không gian, xáo trộn được cả thời gian, từ những chi tiết ngẫu nhiên ở nơi chiến trường đã tạo thành những cái cớ, những cái ý niệm để nhân vật của chúng ta liên tưởng khi gần khi xa đến câu chuyện của mình, và từ câu chuyện này liên tưởng qua câu chuyện khác. Chẳng hạn như khi tỉnh dậy lần thứ hai, việc tỉnh dậy khi trời mưa. Em nên nhớ là Việt đã bị thương ở mắt, cho nên những gì anh cảm nhận ở thế giới xung quanh là bằng tất cả các giác quan khác, bằng thính giác, bằng khứu giác và bằng cả xúc giác. Cho nên khi anh tỉnh dậy lần thứ hai, khi ngoài trời nó bớt mưa, anh cảm nhận được cái hơi gió lạnh và anh nghe được tiếng ếch thổi ra và kêu văng vẳng ở nơi đây. Và chính cái tiếng ếch kêu văng vẳng ở nơi chiến trường đã khiến cho Việt hồi tưởng lại những ngày mình cùng với chị đi soi ếch, và khi hai chị em soi ếch xong thì thế nào chú Năm cũng soi. Và thế là câu chuyện dẫn dắt qua mặt chuyện của chú Năm một cách rất tự nhiên, cũng như cái đưa ra cái hình tượng và cuốn sổ của chú Năm. Hoặc như lần tỉnh dậy tiếp theo, đúng không, vì tỉnh dậy khi bắt đầu nghe tiếng trực thăng và nhận ra là ban ngày, bởi vì anh ngửi thấy được mùi nắng, nghe được tiếng chim cô gái kêu ở đâu đây. Và tiếng chim cô gái kêu đó đã đưa anh nhớ đến hình ảnh chiếc ná thun cùng với những ngày đi bắn chim. Và hình tượng đó, chiếc ná thun đó lại bắt đầu gợi Việt nhớ đến người mẹ của mình. Và câu chuyện đã mở rộng ra về người mẹ, về người mụ và những ngày còn mẹ của nhân vật Việt. Và cứ thế, hồi tưởng của Việt cứ đứt rồi lại nối, đứt rồi lại nối, mở ra, rộng dần ra những cái đối tượng khác nhau. Lúc lại đi sâu hơn vào đời sống nội tâm của nhân vật, và qua những cái dòng hồi tưởng đó đã làm hiện lên chân dung của những đứa con trong gia đình, của những thế hệ như là ông nội, là chú Năm, là ba má Việt, và đến thế hệ sau là Việt và Chiến. Đó là hình tượng những đứa con trong gia đình. Các em thấy ha, gia đình của Việt
là một gia đình truyền thống, tiêu biểu của một người gia đình người Nam Bộ, với những cái phẩm chất chung từ thế hệ này qua thế hệ khác, truyền nối từ đời ông đến đời cha và đến đời con, đó là đều có một lòng căm thù giặc sâu sắc, đều gan góc dũng cảm, khao khát được giết giặc để cứu nước, và giàu tình nghĩa hết mực thủy chung và sâu sắc với các bạn. Và giống như chú Năm nói, cuộc gia đình giống như một cái dòng sông lớn, mà mỗi người con trong gia đình đó sẽ là một khúc sông nối tiếp vào cái dòng sông lớn của gia đình đó. Và trong cái dòng sông truyền thống của gia đình, bên cạnh những cái điểm chung đó, thì mỗi đứa con lại có một cái nét riêng, một cá tính riêng, không ai giống ai. Trước hết đó chính là chú Năm. Chú Năm là khúc sông truyền thống, là người kế tinh lưu giữ truyền thống của gia đình, là chiếc cầu nối hai thế hệ, thế hệ cha ông và thế hệ con cháu. Và ở chú Năm có đầy đủ những cái phẩm chất, cái chất phát một mạch của người Nam Bộ. Chú hay kể chuyện gia đình, là người rèn luyện, tôi luyện cái tấm lòng yêu nước cho cái giới trẻ. Và khi nhắc đến chú Năm, không thể nhắc đến cuốn sổ chú, đúng không? Chú Năm có một cuốn sổ nhỏ, và trong cuốn sổ đó chú ghi lại những chiến công của những đứa con trong gia đình, từ thời ông nội, thời cha đến thời mẹ, và ngay cả cái sự kiện Việt và chị Chiến bắn tàu Mỹ trên sông Định Thủy, chú Năm cũng ghi vào. Cuốn sổ đó như là một cái sự khích lệ động viên thế hệ sau tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ trước. Cuốn sổ đó cũng chất chứa được những cái đau thương, những cái mất mát trong một gia đình, chất chứa được nỗi căm thù, tạo thành sức mạnh của một thế hệ khi nó có sự kế thừa sức mạnh của truyền thống của gia đình. Cái lòng yêu nước, cái sự chất phát của chú Năm còn gửi gắm qua những câu hò của chú, mà khi ra chiến trường Việt nhớ nhất là giọng hò của chú, đúng không? Giọng hò vang lên trên sông như vậy, gợi nhắc đến truyền thống, gợi nhắc đến lòng yêu nước, gợi nhắc đến hình ảnh của gia đình. Còn má Việt, má Việt là hiền thân của những người phụ nữ Nam Bộ, đúng không? Là một người chắc khỏe, sực mùi lúa gạo và mồ hôi của người đồng bản, đúng không? Là một người phụ nữ cần cù siêng năng, nhưng mà đồng thời cũng là rất gan góc và căm thù giặc sâu sắc. Má đã vượt lên qua được cái nỗi đau cá nhân, đó là nỗi đau khi mất chồng, và vẫn bảo vệ đàn con, chăm lo đau đàn. Và tác giả đã khéo chọn những cái chi tiết tiêu biểu đã nhân dùng nên ý nghĩa để khắc họa nên hình tượng má của Việt. Má của Việt chỉ hiện ra trong cái hồi tưởng của Việt mà thôi, nhưng đó là một người phụ nữ tay bồng tay bế, một tay cắp rổ đi theo giặc để đòi lại đồng chồng, hay là một tay hiên ngang đối đáp với quân giặc, nhưng mà tay kia vẫn phủ đầu để che chở bảo vệ cho con nhỏ đó. Và khi đối đáp với những tên giặc thì mắt má lại sáng lên, đôi mắt của người đã từng vượt sông vượt bể, vượt qua nỗi đau mang như vậy. Và không phải ngẫu nhiên khi má bị ngã xuống, nhưng hình tượng của má không bao giờ mất đi trong lòng những đứa con. Cho nên trong cái đêm mà Việt và Chiến bàn nhau việc gia đình để hôm sau đi tổng quân xuất ngũ, hình tượng má tưởng như vẫn còn đâu đây. Những đứa con trong gia đình đã cảm nhận được má vẫn đang ở đâu đây, đang ngồi ở đâu đó trong cái căn phòng này để nghe Việt và Chiến bàn chuyện. Và nối tiếp hình ảnh của má đó chính là chị Chiến. Chiến là một cô thiếu nữ mới lớn, nhưng đã mang đặc điểm như một người giống như má của Việt vậy, đúng không? Từ cái dáng vóc của má, hai bắp tay to tròn sạm đỏ, đến cái màu thân người to và chất nịnh. Nhưng Chiến cũng có những cái nét khác mẹ, bởi vì chị là một thiếu nữ nên khi đi chiến đấu, trong chị lúc nào cũng không có gương và lòng. Và trong hồi ức của Việt, Chiến là một người chị đa dạng về mặt tính cách, vừa là một cô gái mới lớn, đúng không? Nhưng đồng thời cũng là một người chị biết nhường em, biết lo toan việc nhà tháo vát. Và không phải ngẫu nhiên mà tác giả để cho Việt cảm nhận được việc chị Chiến rất giống má ở nhiều lần, tới 3 lần, đúng không? Từ cái hành động là nằm với thằng Út nói với ra với Việt nè, rồi từ cái hành động là gì, cái trở mình cũng nghe giống in như má vậy, lời nói thì nghe in như là má, đúng không? Và ở đây
Trong cái đêm mà hai chị em chuyện trò, ta thấy một chị Chiến đã trưởng thành, lo toan việc nhà. Đó. Đâu ra đấy, thằng khi hai chị em đi chống giặc thì thằng Út sẽ gửi cho chú Năm căn nhà này, sẽ cho xã mượn để làm trường học, bàn thờ má thì đem qua gửi cho chú Năm đó, còn đồ đạc trong nhà thì để cho chị Hai. Việc nhà việc nước thu xếp rất là gọn gẽ, đến mức chú Năm phải bỏ đùi đánh đét mà khen cho chị em việc Chiến, đúng không? Khôn, việc nhà nó đã thu xếp và mọi như vậy thì việc nước thế nào cũng xong. Và ở Chiến có một cái điều là chân là rất thương em, hay nhường nhịn em, nhưng trong những cái chuyện cần sự kiên cường bản lĩnh thì chị cũng thể hiện rõ cái sự kiên cường bản lĩnh của mình, đúng không? Và một cái câu nói của chị thôi cũng đủ khắc họa lên cái hình tượng đó. Đã làm thân con gái thì tao chỉ có một câu nói thôi, đó là giặc còn thì tao mất vậy. Nói cái chuyện đánh giặc như là không, và không thể không nhắc tới việc chuyện kể qua dòng hồi tưởng của Việt. Nên Việt, tác giả xây dựng, chúng ta có thể cảm nhận được có cái nét riêng dễ mến của một chàng trai mới lớn, lộc ngọc vô tư, tính tình thì còn trẻ con, ngây thơ và hiếu động. Hai bài thứ nhất là Việt hay tranh giành với chị, tranh giành cả phần mình bắt được nhiều ít hơn, tranh giành được cả cái vết đạn mình bắn ở tên giặc ở trên sông Định Thủy cũng là của mình, và ngay cả việc đi bộ đội cũng tranh giành với chị Chiến. Và khi mà nói chuyện đó thì có những cái hành động rất trẻ con như là đá trái dừa xuống mưa nghe cái đùng, hoặc là trong cái việc mà tính toán việc nhà thì việc giao hết cho chị Chiến, rất là vô tư vô lo, phó thác mọi việc cho chị Chiến. Hồi đó má dặn chị sao thì chị cứ làm đi như vậy, tôi chịu hết đó. Hoặc là vừa bàn thì vừa nằm lăn ra phản cười thì thì, rồi vừa nghe vừa bắt đong đóm và ngủ quên lúc nào không biết đó. Và dù đi lính, đúng không? Việc vẫn dắt theo cái ná, ná thương vẫn sợ bóng đêm và sợ ma. Nhưng đằng sau cái vẻ trẻ con đó của Việt, chúng ta vẫn thấy được một chàng trai đã trưởng thành khi mà anh đã đi lính. Việt ra chiến trường lại là một con người dũng cảm, với lòng căm thù giặc sâu sắc. Có thể nói cái dòng máu chảy trong người Việt là dòng máu truyền thống của những con người gan góc, không biết sợ trước sự bao đạn. Ngay từ nhỏ, Việt đã dám xông thẳng vào đám giặc để đánh vào kẻ đã giết chết cha mình, nằng nặc đòi đi tòng quân dù chưa được tuổi. Đó. Và trong cái sáng ngày khiêng bàn thờ má qua nhà chủ Năm, đây là một chi tiết cảm động. Nó vừa mang cái chất tâm linh, vừa có cái sự đau thương, nhưng đồng thời vừa trang chứa yêu thương. Lần đầu tiên khi khiêng bàn thờ má sang, nghe tiếng chân của chị Chiến bình bình ở phía sau, Việt cảm giác thương chị lạ. Và cùng với cái cảm giác thương chị đó là một cái mối thù mà Việt cảm nhận rõ rệt. Còn mối thù thằng Mỹ thì có thể thấy được bởi vì nó đang đè nặng lên đôi vai. Cái mối thù đó chúng ta có thể thấy giống như mối thù của những anh lính tháng 9 quán pháp trong thơ của Tố Hữu, bát cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Và ở đây chúng ta thấy thù giặc không chỉ hiện lên trong suy nghĩ, trong cảm xúc, mà nó đã tạo thành hình, thành khối để kết tinh lại nơi Việt, tạo thành một cái động lực mạnh mẽ để đưa anh ra chiến trường chiến đấu. Như vậy ở đây Việt, chúng ta thấy Việt không còn là một đứa trẻ nữa, mà nó bắt đầu có sự trưởng thành, trưởng trạng. Khi xong trận, Việt lại rất là anh dũng. Anh đã tiêu diệt được một xe bọc thép nè. Rồi dù bị thương nặng, mắt hai mắt không còn thấy gì, nhưng tay vẫn đặt trên cò súng để sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Như vậy, qua những nhân vật, đứa con trong gia đình như vậy, ta thấy chính mối thù của ông bà, cha mẹ, truyền thống cách mạng và lòng yêu nước của gia đình đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao, là động lực thúc đẩy Việt, là động lực thúc đẩy Chiến trở thành vượt qua nỗi đau thể xác. Việt, Chiến là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, trẻ tuổi, trẻ lòng và khao khát chiến đấu. Việt và Chiến sẽ trở thành một khúc sông sâu, nhưng sẽ đi xa hơn, đi tốt đẹp hơn những khúc sông đời truyền thống của đời trước. Như vậy, cô đã giới thiệu cho các em hai tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ văn học kháng chiến chống Mỹ. Một tác phẩm là Trường Sở Lưu và tác phẩm thứ hai là Những Đứa Con Trong Gia Đình. Cả hai tác phẩm đều mang một cái phong cách đặc sắc của
bây giờ, đó chính là Khuynh Hướng Sử Thi. Cả hai tác phẩm đều là hướng Khuynh Hướng Sử Thi và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Cái Khuynh Hướng Sử Thi thể hiện ở cái xây dựng vấn đề mà cả hai tác phẩm nói đến đều là những vấn đề mang tính sống còn đối với một dân tộc. Vấn đề mà rừng Sa Nu đặt ra đó là vấn đề cầm vũ khí đứng lên chống giặc, không thể chống giặc bằng tay không. Còn vấn đề mà những đứa con đặt ra đó chính là sự gắn bó sâu nặng giữa truyền thống gia đình sẽ làm nên sức mạnh cho cả dân tộc Việt Nam. Và những nhân vật trong cái tác phẩm của chúng ta trong thời kỳ này chúng ta thấy đều là những anh hùng. Đó là Tờ Nú, là Cụ Mết, là Thiện Chí, là Việt, những con người mang trong mình những cái nỗi đau riêng nhưng vẫn vươn lên trên bi kịch đó để vẫn cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương. Chính vì thế nó mang nét đẹp của những anh hùng sử thi trong những câu chuyện sử thi cổ. Và khi viết về những nhân vật, những câu chuyện này thì lời văn của cả hai nhà văn chúng ta đều đậm chất ngợi ca, đúng không? Nếu như lời văn của nhà văn Nguyễn Trung Thành gần gũi mang đậm sắc thái bản sắc Tây Nguyên của vùng đất đầy nắng và gió, thì những cái câu văn, những cái lời kể của Nguyễn Thi lại mang đậm sắc thái Nam Bộ, gần gũi chân chất và giản dị. Cả hai tác phẩm đều đề cập đến lòng yêu nước ở truyền thống chống giặc ngoại xâm để tạo nên một cái sức mạnh để chúng ta có thể chiến thắng và có cái sự liên hệ so sánh đối chiếu với những cái tác phẩm trong cái thời kỳ văn học chính pháp để có thể hiểu thêm được, thấy được những cái nét đẹp riêng của mỗi nhà văn trong mỗi cái giai